Xin chào mừng các bạn trở lại với Celtic HDRI, bộ HDRI đầu tiên trên thế giới tính đến thời điểm này, được chụp bằng flycam và giải quyết tất cả mọi vấn đề về bao cảnh và ánh sáng khi anh em gặp phải khi mà làm những công trình ở Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái bundle HDRI tên là Swiss Echo, được mình chụp ở Echo Park nên là mình đặt tên là Swiss Echo cho nó dễ nhớ. Tại vì về sau này nó sẽ có nhiều cái bộ Swiss khác nữa. Thì cái bộ này như các bạn thấy mình đang preview cho các bạn xem từ nãy giờ là một số cái hình ảnh của nó. Thì bộ HDRI này ấy, nó rất là phù hợp dành cho những anh em nào mà làm những công trình mà cần một cái view nhìn ra ngoài. Nó là một cái đường phố mà lại nhiều cây xanh và đủ mọi cao độ từ tầng 1 cho đến tầng 2, tầng 3, tầng 4. Thậm chí là lên một số cái tầng cao cao nữa, dụ tầng 9, tầng 10 gì đó chẳng hạn. Và cái bundle này thì được mình chụp tại một địa điểm duy nhất với rất là nhiều cái cao độ, với 5 cao độ khác nhau, từ đây là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 và lên một cái cao độ là khoảng 30m. Các bạn có thể xem thêm thông tin chiều cao của từng HDR trong cái tên của HDR. Đây lần lượt nó cao 2m, 7m, 12m, 15m và 30m. Và về bundle này thì mình để độ phân giải là 8K nhé, tương đối là phù hợp cho đa số anh em làm nghề. Nên tính ra thì bundle này nó sẽ gồm 5 file nha các bạn. Tất nhiên các bạn có thể mua lẻ một hoặc hai file trong cái bộ này thì tùy các bạn. Và với một file này thì nó lại có hai phiên bản, đấy là sun và no sun, tức là có mặt trời và không có mặt trời. Ở đây mình sẽ giải thích qua về hai phiên bản một tí nhé. Thì đầu tiên là cái phiên bản mà có chữ sun này này, thì nó là phiên bản có mặt trời, thì tức là với phiên bản này các bạn chỉ sử dụng HDRI là đủ rồi. Là cái HDRI này nó đã bao gồm ánh sáng luôn rồi, các bạn có thể xoay và lấy bao cảnh và ánh sáng ở đây. Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng những cái kỹ thuật như là tách riêng ánh sáng và phông nền ra thì đều ok, cái đấy thì tùy các bạn. Thì tuy nhiên là đôi khi chúng ta có những cái tình huống ánh sáng mà chúng ta muốn tùy biến. Ví dụ như góc này các bạn thấy là ở ánh sáng cũng ok, phông nền cũng ok, nhưng mà bây giờ các bạn muốn cho cái ánh nắng nó đổ lên vị trí này thay vì vị trí này, hoặc là các bạn muốn là từ cái vị trí này nó lại đổ xuống đây cơ, chứ các bạn muốn cái ánh sáng nó xiên hơn hoặc là dốc hơn hoặc thẳng hơn gì đó. Thì với cái tình huống đó các bạn sẽ phải sử dụng cái HDRI tên là No Sun. Thì với cái HDRI, với cái phiên bản No Sun này ấy, thì nó sẽ không có cái ánh nắng của mặt trời, mà nó chỉ là cái ánh nắng, nó chỉ là cái bao cảnh, cái ánh sáng bao cảnh thôi. Các bạn có thể điều chỉnh cái độ sáng tối của ánh sáng môi trường đó, nó sẽ hoàn toàn nó không có ánh sáng mặt trời. Và lúc này các bạn sẽ phải sử dụng các cái kỹ thuật về ánh sáng riêng của các bạn để các bạn có thể điều chỉnh được ánh sáng mặt trời riêng. Tức là chúng ta sẽ tách ra, chúng ta cái HDRI No Sun thì chúng ta chỉ lấy ánh sáng môi trường thôi, còn mặt trời thì chúng ta sẽ điều chỉnh riêng để chúng ta có thể cho mặt trời lên hoặc là mặt trời xuống, hoặc là chúng ta xoay góc mặt trời như nào đấy. Thì cái này thì tùy vào cái kỹ năng sử dụng phần mềm của các bạn thôi. Còn nhìn chung với ai lừa thì các bạn cứ sử dụng HDRI mà có ánh nắng này thôi. Các bạn cứ sử dụng cái có sun, cái góc này nó chưa có ánh nắng thì các bạn có thể xoay dần thì sẽ đến góc nó có ánh nắng. Nói chung là cái này mình thấy là khá là ok cho những ai mà chuyên làm những công trình mà ở dưới tầng 1, 2, 3, 4, 5, mấy cái tầng thấp và cần nhìn ra ngoài phố. Đương nhiên là xoay thêm một tí nữa sẽ nhìn thấy mình ở cái view đầu tiên nhé, ở dưới đất. Đánh dấu bản quyền một tí. Ok, tiếp theo là về giá tiền. Nếu các bạn mua lẻ bất kỳ một trong 5 file này ấy, thì nó sẽ một file này thì nó sẽ gồm có hai phiên bản nha các bạn. Ví dụ như cái file này nó sẽ gồm hai phiên bản này thì giá sẽ là 100.000. Nếu các bạn mua hai file bất kỳ, ví dụ file này và file này đi, thì các bạn sẽ nhận được 4 phiên bản. Thì hai file sẽ có giá là 150.000. Tức là thực tế các bạn sẽ có 4 file HDRI với giá là 150.000. Còn trong trường hợp các bạn thấy phiền phức quá, các bạn mua mẹ cả bộ luôn cho nhanh, gồm có 5 file HDRI, tức là 10 trường hợp, tức là thực tế là 10 ảnh HDRI, thì giá chỉ có 250.000 thôi. Tức là tính ra trung bình là một cái file HDRI này giá nó chỉ có 25.000. Rất là rẻ đúng không mọi người?